lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rơi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta phong bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Ba, ảnh tới rồi nè ba. Subhanamai kha, khabun kha. Khabun kha, ảnh thứ mày thấy lèo. Ồ, mày thọt mày lèo, mày ồn ồn lèo na. Ai đây? Dạ, bạn trai của con đó ba. Khabun khab, mày thọt mày lèo, mày ồn ồn lèo na, spy. Nó nói cái gì vậy con? Dạ, nói tiếng Thái á ba. Ủa, nói người Thái hả? Dạ không, con người Việt. Trời đất ơi, biết tiếng Việt sao nói tiếng Việt con? Dạ, tại bác biết làm sao không? Con làm ăn ở bên Thái nhiều quá, cho nên là con giao tiếp bằng tiếng Thái á. Cái con về đây con gặp bác, con tưởng bác người Thái. Anh giỏi lắm á ba. Là con kinh doanh bên Thái hả? Dạ đúng rồi, con là doanh nhân thành đạt ở bên Thái. Wow, con thành đạt luôn. Dạ. Ba nhìn là ba thấy rồi đó. Ừ, ba thấy ăn mặc sang trọng ba cũng thích rồi đó. Dạ, không giấu gì bác. Ở bên Thái thì nhắc tới con thì hầu như là ai cũng biết. À, ủa vậy con kinh doanh cái gì? Dạ, con kinh doanh dép Lào. À, kinh doanh dép Lào bên Thái. Dạ, đúng rồi ạ. Ồ, dạ con xin lỗi bác. Lèo! Mày thọt mày ủn ủn mày lèo na. Sao ba này mà kha mày lọt khu rồi. Lèo bòi. Phọc 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 mày thọc. Mày lèo mày thọc mày cái thọc cái trong hỏng đó nà. Lèo. Phọc nà. Xui đuôi xui đuôi. Sao căng quá vậy con? Tôi cần được người ta nói thật ba. Trục trặc trong làm ăn hả con? Dạ đâu có. Chứ sao con đòi thọt con đòi khạp người ta thấy ghê quá vậy? Đâu có, con đang khen nhân viên của con. Trời ơi. Dạ. Khen mà giống như chửi vậy đó. Thôi, thôi ngồi đi con. Ngồi dạ. Đi. Dạ. Tại bác biết làm sao không? Nhân viên của con ở bển nó đông dữ lắm. 1255 đứa nhân viên đang tập trung làm một cái đôi dép Lào. Làm xong rồi bắt đầu thay phiên nhau thọt 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 vô. À, để thử coi thử là cái dép Lào nó có chắc chắn hay không. À, đây nè. À, đó. Là cái dép. Dạ đúng rồi. Thọt vô vậy là dạ. Để thử dép đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thọt, thọt. Ừ, tại rồi. Vì cái nhãn hàng dép Lào của con là dành cho giới thượng lưu mang, cho nên là khi mà sản phẩm ra thì phải là chắc chắn, phải tốt. Cho nên nãy giờ con khen. Từ giờ nãy giờ con cũng chưa có giới thiệu tên của con nữa. Không giấu gì bác, con tên là Siam Mai Loài Duy. Siam Mai Loài Duy. Có tên tiếng Việt không con? Dạ tên Duy á bác. Duy á bác. Thôi gọi Duy cho nó gọn đi con. Dạ Siam Mai Loài Duy. Rồi con qua đây là con đi với Phương là hai đứa đang dạ, phải không? Đúng rồi á bác. À, thiệt sự thì con không giấu gì bác. Thôi cứ nói thiệt đi con. Hôm nay tới đây thì con có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là tới con thăm hỏi nhà mình và con biết bác. Mục đích thứ hai là con muốn nói với bác là coi chọn ngày lành tháng tốt để con cưới Phương. Cái gì? Dạ. Cái gì mà cưới? Thì đúng rồi. Ủa tụi con cái gì mới con? Nó còn đi học mà con, cái gì mà lẹ dữ vậy? Lẹ đâu mà lẹ bác. Con quen là 4-5 ngày nay rồi chứ ít ỏi gì. Đúng rồi, trời, với lại con lớn rồi mà ba đủ tuổi cưới rồi mà, đâu có sao đâu. Biết là lớn rồi nhưng mà cái chuyện này không phải là chuyện đơn giản, không phải chuyện dẫn chơi. Cái chuyện này là phải kết hợp với người lớn bên đó, gặp nhau rồi nói chuyện chứ không phải là tự nhiên nói cưới là cưới đâu con. Trời ơi bác ơi, thì bây giờ dễ mà, thời đại công nghệ 4.0 rồi. Muốn thấy mặt thì gọi một cái là con cho thấy ba má con liền. Với lại bác không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Nói sao con? Cưới vợ phải cưới liền tay à. Chứ để lâu ngày thằng khác nó cua. Ủa có câu đó hả? À có bác. Cho nên là bác ta. Cứ yên tâm. Bác đang bị lo lắng hay lắng cấn về cái vụ gì mà tại sao? Đương nhiên là cái chuyện cưới hỏi không phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên á bây giờ á nếu như nha dạ. Nếu như tương lai tụi con còn quen nhau đó, thì bây giờ á con phải dạch ra một cái kế hoạch hay là một cái đường hướng tương lai như thế nào thì bác mới đồng ý, bác để cho con Phương nó quen con, thấy không? Chứ không phải nói cưới là cưới được không con? Dạ. Thưa bác, con là một doanh nhân thành đạt mà.
Cho nên là những gì mà con nói là con phải có kế hoạch ở trong đầu hết rồi. Rồi, con nói thử bác nghe. Ngay cả cái đám cưới con cũng đã định sẵn. Vậy hả? Bây giờ con nói sơ sơ thử cho bác nghe. Ok. Đầu tiên thì khi mà đám cưới á, con phải muốn là một cái đám cưới của tụi con là một cái đám cưới có 102. Một cái đám cưới long trọng lớn nhất. Bình thường đám cưới của mình là 10 người ngồi một bàn. Đám cưới của con là một bàn ngồi một người. Ủa gì kì vậy? Dạ. Mình đãi lớn vậy đó bác. Dạ. À, là một mình ngồi một bàn rồi đồ ăn dọn ra là ăn một mình luôn. Dạ, một nói... người một bàn đồ ăn 12 món. Ủa vậy thì không lẽ đãi ở sân vận động hả con? Thì cái chuyện đó thì đãi ở đâu mình tính sao, nhưng mà con lên như vậy. Và đặc biệt cái khi mà rước dâu đó, con không có thích là rước bình thường, không có thích rước mà xe mui trần, xe này nọ kia. Chứ con rước bằng cái gì? Con thích một cái gì đó nó nguyên thủy một chút xíu. Nguyên thủy? Cho nên con quyết định mình sẽ rước bằng voi. Ý tưởng quá lạ bác thấy không? Ủa voi đâu ra nhiều để mà rước con? Thì dễ mà bác. Thì bây giờ là mình xuống Đại Nam nè, mình mở cửa ra mình lấy vài con. Xong rồi mình ghé trong sở thú á, mình mở cửa mình lấy vài con. Nếu thiếu nữa thì con đi qua bển á, con đóng thùng về vài chục con. Đúng rồi đó ba. Con làm được hả? Trời ơi bác, bác nói vậy là bác khinh thường con. Không phải. Con là ai? Xin lỗi Duy, là doanh nhân thành đạt của Thái Lan. Rồi rồi, để bác nói cho xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi Duy. Xin lỗi Duy. Rồi Duy đi. Dạ. Cái chuyện mà con muốn đãi bằng voi hay rước dâu bằng voi á thì bác không ý kiến được. Dạ. Nhưng mà bác thấy cái chuyện này nó sao mà nó nghe nó kỳ lạ quá vậy? Không có kỳ đâu bác. Không, nó kỳ lạ. Mình làm như vậy là tại vì con muốn tên tuổi của vợ chồng con sẽ ra tới tầm quốc tế. Dạ. Vương xa là thế giới bác à. Rồi thôi, cái vụ voi này bác tạm thời bác gác qua bên ha. Dạ, con cảm ơn bác. Cái quan trọng mà bác muốn hỏi con á, nếu như sau này tụi con cưới nhau về, tụi con ở chung với nhau đó, thì cái chuyện mà bác rất quan tâm đó là cái chuyện mà cuộc sống tương lai của tụi con, và đặc biệt là kinh tế. Dạ. Ai sẽ là người nắm giữ cái điều đó, và con sẽ chi phối, con như là con điều khiển cái nguồn tài sản của con cũng như là của Phương nó ra sao nè, nói cho bác nghe. Bác yên tâm. Về kinh tế tiền bạc thì con là không thành vấn đề. Rồi. Khi mà lấy nhau về thì tất cả tài sản là đều đứng tên con và con nắm giữ. Một tháng con sẽ phát cho Phương 100.000 coi như là xài đã luôn. Nếu thiếu thì con cho thêm 20-30 nữa. Cái gì vậy con? Dạ. Hả? Ủa cái gì kỳ vậy? Nhiều mà ba. Thấy chưa? Trời dạ. Ơi, thương quá. Là nhiều. Cậu xích qua đây. Gì vậy? Sao? Cậu xích qua đây nghe cho ba. Cậu ngồi im đó. Cậu giàu mà sao cậu keo kiệt quá vậy? Keo? Trời đất ơi, cậu nghĩ sao mà một tháng cậu phát cho con gái rượu của tôi 100.000? Trời đất ơi, một ngày 100.000 biết tôi chịu chưa nữa. Cậu giàu mà cậu keo kiệt quá vậy? Không phải. Tại vì con sợ cho vợ con nhiều tiền quá, nhiều tiền sẽ hư. Cho nên là con là lo hết tất cả mọi thứ rồi con giữ cho. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Tôi không đồng ý cậu. Sao vậy bác? Con thấy con được quá mà sao bác không đồng ý vậy? Cậu bác thấy được chứ tôi không được. Sao bay lên mài kha. Mày thọt mày lèo mày uồn lèo na. I love you bạc bạc na. Thân thân heo bạc na. Ồ lèo mà mày tội. Mày trời. Đứng lên. Bây giờ tôi đuổi cậu ra khỏi nhà tôi nè. Ba. Nè em, cái này là ba em không đồng ý nha. Cái này là ba em không chịu anh nha. Em nhớ nha. Cô đứng lên đâu. Mày lèo mày thọt mày uồn mày lèo nha. Tao thọt vô đầu mày bây giờ chứ là thọt. Ba này, nó kỳ quá à. Tự nhiên bây giờ anh Duy không chịu, anh Thành cũng không chịu. Giờ ba muốn làm sao? Trời ơi con làm sao vậy? Con nghĩ sao mà con rước cái thằng ở đâu trên trời rơi xuống vậy hả? Một cái thằng khùng điên vậy đó. Làm sao mà ba chấp nhận được cái thằng khùng như vậy? Bây giờ nè, con ngồi đó. Chuyện bạn trai con đúng không? Ba sẽ chọn cho con. Cướp! Cướp! Ăn cướp! Ăn cướp! Bớt người ta mày. Ăn cướp! Trời dép mày chết! Ăn cướp! Gì vậy? Cướp! Đi! Nhanh cái xe lên! Anh đợi em một chút. Em có làm cái gì đâu. Tại sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp của cô ấy hả? Dạ em đâu có dám ăn cắp cái gì đâu. Con ra mồm à hả? Xin lỗi đi. Em xin lỗi chị, lần sau em không có dám vậy nữa đâu. Cút! Biến nó qua mắt tao. Chị đẹp quá à. Đẹp. Chà, sao bữa nay thằng nhỏ chuẩn sới ca dữ trời. Nhìn nó sáng mà sang lên hẳn luôn á. Em cảm ơn anh nha.
Em không biết lấy gì để cảm ơn anh cho đúng luôn á. Có gì đâu, trong tầm khả năng của anh mà. Em với anh giống Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ghê anh ha. Hay em mời anh cà phê được không? Em biết quán cà phê gần đây không gian lãng mạn, thích hợp cho cặp đôi lắm á. Chết rồi, không chừng là con Phương nhà mình nó mất thần thành này như chơi. Ê con rể, con xong chuyện chưa? Con thiệt là lợi hại đó. Nếu xong rồi thì về nhà có vợ con đang đợi cơm nhà kìa. Ủa, anh có vợ luôn rồi hả? Trời đất ơi, cô nhìn đi, phong độ soái ca vậy mà nghĩ sao chưa có bạn gái vậy? Nè, cô đi tìm đối tượng khác làm quen đi ha. Hey. Ủa, chú? Nãy chú nói gì mà sao cứ con rể là sao? À thì... thật ra thì chú đã suy nghĩ lại rồi. Cái chuyện con với lại con Phương nhà chú á, thật ra thì con vẫn còn cơ hội đó. Ủa, sao chú thay đổi ý nghĩ nhanh vậy? Thì cuộc sống mà nhiều khi thì là do hôm nay anh Thành ra dáng chuẩn soái ca quá cho nên bà mới thay đổi ý kiến đúng không? Làm gì có. Chú hả? Thật ra là chuyện bữa ở nhà chú á, với chuyện hôm nay là tụi con bày ra đấy. Cái gì? Alo. Ê, xong rồi nha cha nội. Trời ơi, mé một chút xíu nữa là tôi bị thọt nguyên cái ly vô trong đầu rồi. Rồi, xong rồi. Mệt quá, tiền bạc gì. Vậy ngang. Thì con với em Phương thì chỉ là hàng xóm thân thiết thôi, coi như là giúp đỡ nhau qua lại thôi. Mà thế nào chú với cả ba con ai hiểu nhầm được. Bây giờ bọn con là đang sáng lại vào trong tối mất rồi này. Đúng rồi đó, ba có biết là anh Thành giúp đỡ con nhiều lắm. Từ cái ngày mà ba cấm con qua quán gặp anh Thành đó hả, bảng điểm của con rớt dần đều luôn. Cái gì? Con nói gì? Điểm học của con rớt đều luôn hả? Không sao chú ạ, con có thể giúp em được nhiều hơn mà. Tụi con còn nhỏ lắm, nên là có gì các chú đừng hiểu nhầm. Chuyện mai sau tính sau chú ạ. Thôi được rồi, chú hiểu rồi. Chú cũng xin lỗi hai đứa. Thôi giờ vậy đi, sắp tới con cứ tiếp tục kèm em Phương học bài vở này kia. Làm sao thì làm, quan trọng nhất là điểm số của con nó phải tăng lên lại, nghe không? Ok. Nhớ chưa? Biết rồi. Con học lại. Nhúng. Ê! Học thôi, kèm thôi, chứ không có đụng chạm. Rõ chưa? Đó. Chúng ta phong bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che che. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xa. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con. Chúng ta phong bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che che. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống. Đáng yêu quá chừng.